Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch, nhằm ngày 15 tháng 4 năm 2010. Ở giờ này chúng ta tiếp tục cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa mà tôi đã từng gửi đến các Phật tử trong nước, ngoài nước, gần xa. Hôm nay nhân cái ngày mà tất cả mọi người đều nói giống nhau, là theo tôi, là riêng tôi đó, thì đây là cái nhằm cái ngày gọi là ngày sinh nhật, mà cũng có một số Phật tử. Trước hết là tôi xin gửi lời cảm ơn các Phật tử trong nước cũng như ngoài nước gọi điện thoại về thăm nhiều lắm, thăm để chúc mà chúc mừng rằng là tôi hiện giờ tôi đang còn chưa chết, và thỉnh thoảng cũng còn làm những bài thơ đúc kết giáo lý, gọi là thơ chứ kỳ thật là kinh điển, đúc kết nó lại thành ra trong một cái bài gọn gọn để làm cái đối tượng thiền, để làm cái thoại đầu, tức là cái đầu câu chuyện đạo, để cho người Phật tử dựa vào cái lời văn đó để mà lấy cái gì ở trong đầu của mình đã học, đã biết, đem ra để mà tư duy, để mà quán chiếu, để ứng dụng trong cái đời sống. Thế thì đó là cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa mà tôi dựa vào những cái bài thơ mà tôi gửi đến các vị. Thì ngày này lẽ ra là ngày hôm qua cơ. Ngày hôm qua mới là cái ngày mùng 1, là cái ngày mà tôi được sinh ra. Tôi được sinh ra hồi cái khoảng 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đêm. Thì cái giờ đó thì theo Á Đông của mình đó, của Việt Nam mình đang sống mấy ngàn năm đó, ảnh hưởng Trung Quốc coi như ảnh hưởng hoàn toàn đó. Thì cái giờ đó được gọi là cái giờ Tý. Tôi sinh ra vào giờ Tý ngày mùng 1 tháng 3 năm Mậu Thìn. Mà tính theo cái tuổi của Mậu Thìn tới năm nay đó thì là giờ Tý ngày mùng 1 thì tôi được là 83 năm. Mà 83 năm cũng gọi là 83 tuổi. Thế thì nói cái này là tôi xin mở cái ngoặc này nha. Xin mở cái ngoặc to tướng đó. Là mình nói sinh nhật nhưng mà đừng có quý sinh nhật gì hết. Nói chuyện sinh nhật chơi thì được, mà không đặt vấn đề sinh nhật là quý trọng. Phải để ý cái đó. Cái đó là cái quan trọng mà. Chứ không phải tôi nói đây rồi tôi khuyến khích tất cả mọi người đệ tử Phật chúng ta tới ngày sinh nhật mình phải làm cái lễ gì cho long trọng, rồi thậm chí thì mình mời khách khứa để tặng quà cho nhau, rồi ăn tiệc lớn lao rồi đó. Cái đó không phải. Cái đó không có phải Phật giáo nên làm như vậy. Người Phật giáo chân chính và biết học không làm điều đó. Tuy nhiên tôi mở một cái ngoặc lớn nữa, là cái tục mà gọi là sinh nhật này đó, thì tôi cũng không biết phát xuất từ Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi gì. Tôi không cần nghiên cứu cái đó. Nhưng mà những cái từ mà từ Âu sang Á đều có biết. Đó là Việt Nam ta gọi cái ngày sinh nhật là sinh nhật. Người thường thì gọi là sinh nhật. Mà
Mà sinh nhật của người thường thì gọi là sinh nhật. Còn những cái bậc mà thánh nhân mà được tôn trọng á, thì thí dụ như Đức Phật của chúng ta thì không gọi là sinh nhật, mà gọi là ngày đản sanh. Đản sanh tức là sinh nhật đấy, nhưng mà tại vì dùng cái chữ tôn kính cho một cái đấng, một cái bậc mà được nhiều người tôn trọng kính quý, được người đời kính quý như là tôn trọng, như là hiền, như là thánh. Mà Đức Phật chúng ta thì chúng ta gọi là Phật, chứ Phật cũng là một bậc thánh đó, được người đời tôn trọng là bậc thánh. Nhưng mà Đức Phật là thánh nhân xuất thế gian, cho nên là chữ Phật là chỉ cho là để nói lên cái con người đó nó có một cái đặc biệt hơn những vị thánh nhân khác nữa, đó là giác giả, là người giác ngộ chân lý một cách trọn vẹn. Chứ cũng có những vị thánh nhân được người ta tôn trọng là thánh nhưng mà giác ngộ không có trọn vẹn. Tôi nói thí dụ như là Khổng Tử về Á Đông á, mà người ta cũng gọi là Khổng Tử là thánh đấy chứ, nhưng mà ta gọi là thánh chi thời. Người ta đặt là thánh là thánh chi thanh, là thánh chi thời. Thánh chi thanh là thí dụ như ba Di Thúc Tề đó, khi mà nhà Thương mất rồi đó, là vì trung nghĩa với nhà Thương mà nhà Châu cai trị đó, chuyển sang qua nhà Châu cai trị đó, thì ba Di Thúc Tề không ăn gạo, không ăn lúa, không ăn ngũ cốc của nhà Châu. Rồi ba Di Thúc Tề lên cái núi Thú Dương hái rau, gọi là rau di, thì giờ đó mình muốn nói rau gì đó, mình nói khoai lang cũng được, hay là đọt bí cũng được, hay là tầng ô, hay là nó muốn gì đó, đã để là nghĩa là miễn là rau ăn được, là hái rau ăn mà không ăn gạo, ăn lúa, không ăn ngũ cốc. Trong sách gọi là hái rau di để ăn qua ngày để sống, mà không ăn thóc lúa nhà Châu. Thế thì được người đời ta tôn trọng, ta gọi là thánh đó. Thánh chi thanh tức là cái đức thanh liêm. Người nhà Châu cướp đất nước của ông cha mình, bây giờ không hợp tác với nhà Châu, kể cả không hợp tác là không ăn lúa gạo, thì ta cũng được tôn trọng là thánh. Nhưng mà cái thánh đó là thánh để chơi vậy chứ, đúng ra cái lợi lạc không có gì cho bản thân mà cũng không có gì lợi lạc cho người khác. Tôi gọi là thánh chi thanh. Còn như Khổng Tử thì người ta cũng gọi là thánh, mà thánh chi thời. Thánh chi thời là do thời thế nó tạo ra. Khổng Tử gặp rồi sanh ra nhầm cái thời chiến quốc, liệt quốc tranh cường, rồi ông mới đem cái đạo lý của ông ra. Ông truyền đi dạy đi, dùng ý là muốn an ban lạc nghiệp bằng ba tấc lưỡi, lấy đạo lý ra để mà tuyên truyền, để mà giáo hóa, đem lại cái sự bình an, ngưng bớt sự tham tàn của chiến tranh bằng ba tấc lưỡi. Nhưng mà ông đi thất bại, không thành công, có lúc gần chết đói. Mà sử ký Tư Mã Thiên nói một câu mà tôi thấy rằng ông Tư Mã Thiên này dám nói, chứ ít có sử sách nào dám nói. Sử ký Tư Mã Thiên nói rằng là Khổng Tử là một cái người ham làm quan quá sức. Thế thì tôi nghe câu đó rồi tôi thiền định, lấy cái tư duy trí huệ của thiền định mình tư duy thêm đó mà. Mình suy nghĩ thêm nên mình thấy cái lời của Tư Mã Thiên nói là có lý. Bởi vì Khổng Tử đi các nước đưa ra nhiều cái ý kiến để tân bốc vua cái địa vị của vua dữ lắm, để trị dân bằng cái cách như thế này, cái đạo lý như thế kia, xử sự như thế nào. Nhưng mà các vua họ không nghe, cho nên là không thành công, Khổng Tử không thành công. Rồi về rồi mở trường, rồi dạy học, rồi vậy đó. Rồi sắp xếp lại cái nghi thức của quan hôn tang tế,
là bày ra cái nghi thức mà đối với Lão Tử là Lão Tử nói Khổng Tử là cái người làm loạn thiên hạ. Bởi vì Khổng Tử mà khi mà thất bại rồi về nó bày ra những cái chuyện mà tưng vua tưng bốc vua quá sức, cho nên rồi sắp đặt cái nghi thức cúng cúng vua tế vua như thế nào, tế thần như thế nào, rồi cúng tế cha mẹ là như thế nào. Rồi do vậy mà cái ngày mà cha mẹ chết là theo mà cái nghi lễ của đạo Khổng á, rắc rối lắm. Cha mẹ chết là phải cất lều ở mộ 3 năm, nằm giữ mộ 3 năm ở ngoài, ở trong cái lều cái bên mộ á, mà râu tóc không cạo, cái bằng thân thể phát phu thọ chi phu máu, bất cảm quỷ thương hiếu chi thị giả, thân thể không dám động tới, tóc râu tóc để vậy, râu không cạo, quần áo cũng gần như không giặt luôn. Bởi vì cha mẹ đã chết rồi thì mình không có chuyện vui sướng gì mà phải mặc quần áo sạch, cho nên có thể không giặt cũng được. Đầu cổ thì không dám động rồi, bởi vì tóc tai của cha mẹ. Nhân dân và dân dân nhiều chuyện lắm Khổng Tử đặt ra, cho nên là Lão Tử nói rằng Khổng Tử là người làm loạn thiên hạ. Còn đám cưới thì là chế độ xã hội chủ nghĩa, cái thời gian người ta chiến tranh đó, người ta tuyên bố giữa anh này với chị này vậy đó, tuyên bố vậy đó, rồi thì có trà thì uống thiệt trà với hộp bánh vậy đó, người ta gọi là utiku. Utiku cái là uống trà quạo. Thế là ta cũng là làm, ta cũng yêu đương, có người tới già rồi có người cũng sinh con cái, y như những người làm đám cưới lớn, đâu phải vì làm đám cưới nhỏ mà không sinh được con đâu. Ấy thế mà Khổng Tử là bày ra là 6 lễ, lục lễ đó, nghe cái đó mệt vô cùng, không cần thiết gì hết, tốn kém vô ích. Rốt cuộc rồi ly dị vẫn ly dị, hồi xưa không có từ ly dị, chưa nói tới ly dị kia bằng tự bỏ. Thế thì làm đám cưới lớn cũng tự bỏ, mà tuyên bố cũng có người ở suốt đời không 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 tự bỏ, mà cũng có người tự bỏ giống như đám cưới lớn vậy. Do vậy mà Lão Tử đánh giá Khổng Tử là người làm loạn thiên hạ. Cái đó hồi xưa mình đi học đó, thầy giáo nó đưa ra cái đề tài đó, mình bình luận, cái bình luận muốn chết luôn á. Cái đề tài kỳ lạ quá, Việt Nam mình là tôn trọng Khổng Tử muốn chết, hồi tôi học nho là quý Khổng Tử lắm, nhưng mà thầy giáo đưa ra, giáo sư đưa ra cái biểu bình bình luận cái câu là Khổng Tử là người làm loạn thiên hạ. Trời ơi, nghe cái hồn vía lên mây hết trơn. Nhưng mà nghiên cứu kỹ là một sự thật, làm loạn thiên hạ. Tân bốc nhà vua để cho sắp xếp cho cái chế độ gì mà tru di cửu tộc. Chu Nguyên Chương là tru di cửu tộc của tể tướng mình, là Lý Thiện Trường bị tru di cửu tộc, và những kiêu binh hãn tướng của ông giết cả mấy vạn người mà không hề tội lỗi là sao? Cái quyền hành của vua chúa quá lớn, cho nên thánh như vậy đó sang tạo sáng tạo ra, đưa ra một cái học thuyết mà cái lợi cho số ít của hàng vua chúa quan liêu, còn cái bình dân khổ sở quá nhiều. Ở Việt Nam ta Nguyễn Trãi cũng bị tru di tam tộc là cũng vì chế độ nhà vua, mà trong đó có Khổng Tử, ở trong có Khổng Tử nhúng tay. Một một khai quốc công thần vậy mà tru di tam tộc. Cho nên Khổng Tử người trí người ta đặt cũng ai đó gọi bằng thánh thì ta cũng không cãi, nhưng mà ta gọi là thánh chi thời, là do thời thế, do cái trình độ dân trí hồi đó nó chưa có cái ý niệm về dân chủ cao, cho nên là ông ta bày đặt ra vậy đó, cái răm rắp rắp vậy nghe. Trung Quốc cũng nghe 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 dữ lắm, nhưng mà tới khi mà Mao Trạch Đông lên lập ra cái chế độ mới ra cái thì giảm giá trị dữ lắm, không không còn quý. Việt Nam cũng có lúc không còn quý, nhưng mà sau đó rồi tại vì lẽ gì đó thì chuyện đó mình không biết. Bây giờ Khổng Tử lại được có địa vị ngon lành rồi, vô Quốc Tử Giám ngồi, rồi có Tăng Tử, Mạnh Tử, Khổng Tử gì trống á. Chứ còn những năm mà tôi đi dạy đầu tiên đó thì Khổng Tử không có chỗ ngồi. Khổng Thánh Văn Miếu rồi nghe là không có, dẹp hết để làm cái chỗ nuôi dạy trẻ con. Thì cái đó nó cũng có cái hay, dẹp hết để nuôi dạy trẻ con chứ. Chứ đất nước nghèo khó mà trường để là nuôi trẻ con hoặc chưa có thì làm cái đó cũng là một cái việc tốt. Khổng Tử đâu không thấy mà chỗ học trò
nó học không có thì dẹp. Nhưng mà bây giờ Quốc Tử Giám này thì có Khổng Tử rồi, Mạnh Tử, Tăng Tử gì đó tôi không cần nhớ hết chi, bởi vì ông gì tôi cũng không ngán. Bởi vì ông đó đó cũng là một cái chế độ của nhà Nho mà đưa ra những cái mà có cái xài được, có cái xài không được. Cho nên ai muốn thờ ông gì thì người ta cứ thờ, mà mình cũng không cần tìm hiểu cái đó là ông gì. Giả lại nữa, cái ông gì đó không hề có ở trong những cái ngẫu tượng đó. Cho nên tôi đi ngang qua tôi dòm vậy là thôi à. Chứ mình không có gì phải ngán cái đó hết trơn. Thế thì tôi nói lại cái chuyện đó. Về đạo Phật của ta đó thì Đức Phật mà giáng, Đức Phật mà ra đời đó, cái ngày Đức Phật sinh đó người ta gọi là ngày đản sanh. Chữ đản sanh là nó có nghĩa tôn trọng kính quý những hàng thánh hiền. Mà Phật thì thuộc là thánh, là thánh thánh nhân xuất thế gian. Còn như Khổng Tử cũng được gọi là thánh mà thánh thế gian, để dạy cho cái luân lý đạo đức mà lại còn trật trật nhiều cái, sai nhiều cái, cho nên có cái lấy xài được, cũng xây dựng trong 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 cương thượng luân. Chữ cương thượng là không được nói đó nha. Giảng đạo Phật mà cỡ như tôi vậy là chữ chữ cương thượng đó tôi không nói nữa. Chữ cương thượng là nói thời kỳ phong kiến thì được, chứ bây giờ là không nên nói chữ đó. Bởi vì cương đó tức là tam cương, là quân thần cương, phụ tử cương, phu thê cương, nó bắt buộc nghĩa là phu sướng phụ tùy. Đó là cái bậy bạ của Khổng Tử đó, cái đạo lý Khổng Tử là phu sướng phụ tùy, chồng nói gì là phải 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 vợ phải nghe theo răm rắp. Đại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, ở nhà còn nhỏ thì theo cha, cha dạy gì nghe nấy, gả ra người rồi đi theo chồng, chồng nói gì cũng phải phải nghe, nó bậy cũng nghe, nó nhậu say mềm về nói cũng phải nghe, không nghe là nó quánh, mà nó quánh ra là không có người binh. Gả ra rồi theo chồng, mà chồng chết là theo con mà con trai đó là nó coi quý giống như là ông chồng vậy đó, nghĩa là thế cho ông cha nó hồi xưa, nó nói gì mẹ cũng phải nghe hết đó. Đó là cái đạo lý mà Khổng Tử đưa ra, nói Khổng Tử chứ còn không biết là phải đích thân Khổng Tử hay không, nhưng mà đều nghĩa là trong cái đạo lý của nhà Nho ông có truyền bá những cái nguồn tư tưởng đó và có đem ra là ứng dụng ở trong cái xã hội nào đó nhất định, của xã hội nào đó có thời kỳ như vậy. Thành ra là dù sao đi nữa là mũi dạy lá chịu đòn, nếu mà sau này ai đó không biết mà nói ra cái đó mà trong cái đệ tử của nhà Nho thì đều không tự chịu chịu trách nhiệm. Cho tôi cũng không nhất thiết là tôi phải nghiên cứu chi là cái ông nào nói câu đó, mà không tới phải chịu trách nhiệm. Thì dạy cái đạo lý thật lắc. Cho nên là Khổng Tử là thánh chỉ thời thôi. Thời thế đã tạo ra cái trình độ dân trí chưa có phát huy được cái dân chủ. Cho nên trao quyền hành vậy đó, trao quyền hành cho nhà vua quá lớn. Còn về thí dụ như là Gia Tô giáo, Gia Tô giáo cũng gọi là Thiên Chúa giáo đó, cái ngày sanh, cái ngày ra đời, cái ngày sanh của Đức Giêsu Christ thì người ta gọi đó là Noel. Thế thì là ở Á Đông á, thì cái ngày Phật đản của mình quý là cái ngày Phật đản. Còn bên đạo Gia Tô giáo, Tin Lành giáo, Thiên Chúa giáo nói chung là sau này người ta tách ra nhiều cái hệ, nhưng mà người ta cũng kính quý cái ngày Noel. Mà ngày Noel không phải là cái ngày Chúa Giáng sinh đâu, cái ngày đó là cái ngày quy định của Giáo hội Thiên Chúa, sau này mới quy định lấy ngày 25 tháng 12 là ngày Chúa Giáng sinh, tức là ngày Noel. Chứ ngày Noel đó cũng không hẳn là ngày đó là thật sự là ngày Đức Giêsu Giáng sinh. Thì cái chữ giáng sanh cũng như là bên đạo Phật mình gọi là đản sanh, mà người ta gọi là giáng sanh cũng không sao, tức là cái ngày Phật sanh ra, Đức Phật xuất hiện ở đời, Thái tử Tất Đạt Đa xuất hiện ở đời, sau đó Tất Đạt Đa đi tu thành Phật, người ta gọi đơn giản ta gọi là ngày Phật đản sanh. Còn 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 bên 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 Gia Tô thì người ta gọi là ngày Chúa giáng sanh, tức là ngày Noel.
Thế thì Noel hay là Đản Sanh? Rồi như bây giờ đây tôi nói chuyện của tôi mà các Phật tử gửi thơ rồi gọi điện thoại, rồi cũng có người gửi thậm chí là gửi quà các bánh trái đồ để ăn mừng thầy, cảm ơn thầy, nói nghe cái gì đó thâu thập được đạo Phật rồi cảm ơn đó, cũng gửi quà cáp cũng có, rồi cũng có người gửi tiền nữa. Tiền thì không nhiều nhưng mà cái tấm lòng nó nhiều, tấm lòng nó quý để mua đồ ăn rồi chơi vậy đó. Thế thì cái đó có, thì cái ngày đó tôi cũng gọi là cái ngày ngày sinh nhật. Thế thì dầu là sinh nhật hay là giáng sanh hay là đản sanh, là nói chung là cái ngày sanh, mà chẳng qua là ngày sanh của người phàm phu, thí dụ như tôi gọi là sinh nhật, thí dụ như các vị mà có tổ chức cái bữa tiệc vui trong gia đình để mời bạn bè thân thuộc gì đó để nhớ lại cái ngày sinh của mình thì cũng đều gọi là sinh nhật. Còn như Chúa thì gọi là Giáng sanh, gọi là Noel, còn Đức Phật của mình thì gọi là Đản sanh, cũng gọi là Giáng sanh, cũng là một cái người đó xuất hiện ở trong cái ngày đó. Mà đản sanh, giáng sanh hay là sinh nhật mà mình mừng, mình vui hay là tiệc tùng gì đó, là cái người đệ tử Phật phải nhớ rằng đó là mình chơi bên mặt tục đế của thế gian. Cái đó là tôi muốn nói, cái đó là quan trọng đó. Chơi theo mặt tục đế của thế gian là tùy theo cái túi tiền của cái gia đình mình mà mình tổ chức cái đám mời đông người để ăn chơi vui vẻ, hay là làm cái bữa tiệc ở nội trong nội bộ gia đình để vui mừng, hoặc là một món quà kỷ niệm nào đó mà không cần ăn tiệc cũng có. Thế thì tất cả những việc làm đó đều gọi là tặng quà vui vẻ trong cái để kỷ niệm cái ngày sinh, gọi là sinh nhật của trong gia đình. Nhưng mà tất cả những cái đó đều gọi là chơi bên bên mặt tục đế theo cái tập quán phong tục của một dân tộc nào đó, tùy theo người ta thích thì người ta làm, mà không làm cũng không sao. Cho nên tôi thì đúng ra sau này Phật tử thì cũng thương rồi cũng bày ra, rồi học trò cũng nhắc nhở vậy, chứ từ 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 khi từ nhỏ tới tới lớn tôi không có bày cái lễ sinh nhật gì hết đó. Nhưng mà lớn là gần đây thì học trò xuất gia cũng có, tại gia cũng có, nhiều người họ cũng thương mến tới mức nào đó, người ta nhắc nhở rằng thầy dạy 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 ngày đó và để làm có món quà chút đỉnh gì đó, hoặc là cái bữa tiệc tùng gì đó để nhắc nhở kính quý thầy và gửi tới một lời chúc chúc tụng sống thêm, thí dụ vậy. Thế thì điều đó cũng không có sao, nhưng mà cái điều mình nhớ là cái đó là tục đế đó. Tục đế tức là mình chơi theo cái kiểu của thế gian chơi, còn đạo Phật thì không cần thiết gì cái đó hết. Cho nên nếu mà lỡ mà có những cái người Phật tử mà gia đình mình không khá đó, mình không làm được sinh nhật đó, đừng tự ti mặc cảm gì ra. Và mấy mươi năm nay mình sống với cái tâm, với một cái tâm hồn trong sáng nhẹ nhàng mà mình không có bài biện sinh nhật đó, mình cũng không có tự ti rằng mình thua sút những cái người hạnh phúc kia. Mỗi năm mà có chồng hoặc có vợ hoặc con cái, người ta làm cái lễ sinh nhật thật là lớn rồi người ta kỷ niệm linh đình, còn mình không có rồi mình buồn 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 quá nhiều, người ta gọi đó là tự ti mặc cảm. Cái đó không cần phải sợ như vậy đâu. Người đệ tử có học Phật không cần phải có cái tự ti mặc cảm như vậy. Còn nếu gia đình có chồng con, vợ chồng con cái, con cháu nó thương tổ chức cho thì cũng vui cũng được, không sao. Nhưng mà thật sự không có gì đáng quý, không có gì đáng quý. Chính vì không có gì đáng quý cho nên là Đức Phật gọi là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ văn bất tằng diệt, nghĩa là người ta nói Như Lai hồi đó giáng sanh ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ, chứ kỳ thật Như Lai có sanh ở Ca Tỳ La Vệ đâu, không phải vì là xuất hiện ở tại
thành Ca Tỳ La Vệ ở trong cái vườn La Tỳ Ni đó là mới có Như Lai đâu. Mà Như Lai là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Như Lai là pháp, pháp thân Như Lai thì hiện hữu trong mọi không gian, mọi thời gian, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Chứ có phải Như Lai mới có ở trong cái từ kể từ vườn La Tỳ Ni đâu. Đó, mình học cái đó, đó mới học pháp thân Phật đó nha. Học pháp thân Phật đó. Học vậy đó mới học sâu đó. Học sâu cái cỡ đó rồi đó là sau khi mình chết rồi mình không có sợ mất gì trơn. Mình trả về, cái thân ngũ uẩn này nó trả về cho cái pháp thân mà bất sanh, bất diệt, vô thủy, vô chung, hằng hữu đó. À, nói tới giảng sanh là mình phải nhớ vậy đó. Lấy cái đề tài giảng sanh mà làm ra cái đề tài thiền định. Tôi nói cái này 10 ngày cũng còn cả tài liệu để tôi nói cái bài cái vấn đề giảng sanh với sinh nhật này nè. Nhưng mà giờ không lẽ mà nói hoài như đó, người ta nói ông thầy thì chắc khùng quá, chắc không còn biết nói gì nữa làm sao. Chứ không có đâu, tôi nói hoài còn hoài. Nãy giờ nó chưa vô bài thơ gì hết trơn á. Rồi tôi còn nói một cái nữa đây nè, các Phật tử để ý mà nghe đây nè. Tôi không có nói người nào đích thị hết á. Thí dụ như tôi là ngày mùng 1 tôi sinh vào giờ Tý. Mà cái giờ Tý đó là theo sách vở của Á Đông truyền thuyết Việt Nam cũng như Trung Quốc. Sử dụng cái giờ Tý, giờ Sửu, giờ Dần, giờ Mẹo, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Ngọ, giờ Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Thế thì là mọi gọi là cái giờ Tý đó, đó. Là nó từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đêm. Gọi đó là giờ Tý. Cũng như 11 giờ buổi trưa cho tới 1 giờ trưa ban ngày. Gọi đó là giờ Ngọ. Tý Ngọ nó xung với nhau. Đó là 2 giờ ta gọi là Tý Ngọ là giờ. 2 giờ xung nhau. Tý Ngọ, Mẹo, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nó xung nhau. Xung tức là nó đối. Nó đối diện nhau, đối chiếu nhau, đối kháng nhau. Trực diện nhau. Kêu bằng giờ xung. Mà giờ xung đó không có nghĩa là Tý với Ngọ là nó giết chết ai hết á. Mà người không có nghiên cứu đi sâu vào kinh điển sách vở, nghe nói tới Tý Ngọ Mẹo Dậu cái này nói ẩu càng cái nó Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hình xung. Có tứ hình xung thiệt, xung tức là nó đối chiếu nhau, nó đối diện nhau, nó trực diện nhau. Mà do con người đặt ra cho nó không có gì xung. Mà cũng chẳng có gì là kiết. Mà không phải Tý Ngọ Mẹo Dậu mới xung, mà còn Thìn Tuất Sửu Mùi cũng xung. Và Dần Thân Tỵ Hợi cũng xung. Nhưng mà thế gian khổ có cái là hay nghe nói tới Tý Ngọ Mẹo Dậu là giá thêm một loạt vô đó. Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hình xung bắt đầu sợ. Chứ cái đó cũng không có gì sợ đó. Đó là tôi nói thêm đó. Cho nên tôi nói nếu mà tôi nói thêm hoài, tôi nói tới nguyên ngày cũng được. Đều có đủ hơi đủ sức để nói. Và nói để làm gì mới được chứ. Rồi bây giờ nên tôi nói tới cái giờ Tý nè. Đau khổ lắm. Nhưng mà nếu mình đau khổ mình lỗ thôi. Đời bây giờ có những cái ông thầy chùa. Tôi nói năm nay là thầy chùa. Mà các vị muốn gọi đó là hòa thượng, thượng tọa hay là nhà sư gì cũng được. Đại đức cũng được. À, lỡ mà cha mẹ người ta mà qua đời á, từ trần á, nó coi cái giờ chôn cha mẹ người ta bằng cái giờ không giờ. Trời ơi, mặt trời bất ơi. Bởi vì người ta đã con đông quá. Người đó tới 15, 16 đứa con. Từ 12 trở lên là dư rồi. Tý Ngọ Mẹo Dậu, Tý Sửu Dần Mẹo là dư rồi. Thế thì là nó nói rằng là cái giờ mà có cái tuổi của cái người con nào đó thì đi chôn mà có thể là cái người đó bị đau ốm, bị chết chóc. Mà ăn không khá, thậm chí chết chóc gì đó. Cho nên muốn tránh hết các cái tuổi đó. Các cái tuổi Tý Sửu Dần Mẹo, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi đó. Mấy ông thầy chùa đó, đó nó mới nói rằng là thôi bây giờ chôn vào cái lúc không vào. Đúng một cái đó là tôi nói tôi nghe thiệt là nếu mà tôi không có học Phật chắc là cái lỗ tai của tôi nó nổ lùng bùng rồi tôi đi kiếm mấy người đó tôi loay vô trong mặt đó.
Nhưng mà thật sự nói cho xã hội nó cũng cho mình lo. Là cái chuyện gì để nó báo cáo nhà nước cho mình lo đâu có được. Nhưng mà đáng lẽ nó phải lo cho mặt á. Bởi vì anh mà nếu anh là một người tu sĩ, đương nhiên là anh là thuộc về cái người nắm lấy cái giờ ngày của Á Đông, mà cụ thể là Việt Nam và Trung Quốc hiện giờ là xài vậy đó. 12 giờ đó nó nằm ở trong 24 giờ của châu Âu. Châu Âu người ta gọi là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cho tới 24 giờ. Mà 24 giờ đồng hồ gõ beng beng rồi đó thì cỡ đó đó nó chưa, ta chưa gọi là 1 giờ nữa. Cho nên ta gọi là 0 giờ, 0 giờ có nghĩa là từ từ 12 giờ đêm chưa tới 1 giờ. Chưa tới 1 giờ của cái chu kỳ của cái ngày tới. Cho nên ta gọi là 0 giờ. Nói 0 giờ để người ta bắt đầu là rồi đây sẽ có 1 giờ. 1 giờ tới 24 giờ đó là theo cái quy định ta làm chế tạo ra cái đồng hồ như vậy. Chứ đồng hồ mà chế khác không được. Đồng hồ phải chế như vậy nó mới có cái chu kỳ đúng của ngày 12 tiếng, đêm 12 tiếng. 12 12 cộng lại thành 24. Mà tới 24 giờ có nghĩa là hết 12 giờ của ngày cộng với hết 12 giờ của đêm. Thì bắt đầu qua một cái chu kỳ khác. Mà bắt đầu qua chu kỳ khác thì ta định bằng đêm đó, cũng cái khoảng thời gian đó ta định đó là ta gọi là 1 giờ. Thì dựa theo cái đồng hồ mà quy định của châu Âu, Big Ben của nước Anh thì mới có 24 giờ. Mà 24 giờ đó có nghĩa là 12 giờ của ngày và 12 giờ của đêm, hai cái đó hết rồi. Bây giờ nó bắt đầu một cái chu kỳ ngày đêm mới thì ta gọi là 1 giờ tới 24 giờ. Mà 24 giờ là hết. Hết 12 giờ của ngày, 12 giờ của đêm. Thì cái khoảng mà chưa tới 1 giờ của cái ngày mới ta gọi là 0 giờ. Còn 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 mình học cái Á Đông của mình đây là 0 giờ là cái giờ nào là 0 giờ. Anh nói 0 giờ là cái nào. Cho nên là đè đít mấy cái ông đó ra mà quýnh cho nó nát cái rồi mày. Mà cũng không hề có tội lỗi. Nó ngu vừa vừa chứ nó ngu cỡ như vậy thì làm sao mà cái trần gian này chịu được. Vậy mà làm thầy thiên hạ đó, đi coi ngày coi giờ cho người ta đó. Rồi á, anh nói 0 giờ phải không? Bây giờ tôi mời ông thầy khác lại chứng minh cho tôi rằng là anh nói 0 giờ là cái chỗ nào là 0 giờ. Cái giờ sửu là từ 1 tới 3. Giờ tí là 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đêm là giờ tí. Thí dụ như tôi hồi đó tôi sanh là từ khoảng 11 giờ đêm tới 1 giờ đêm. Tức là trong 2 tiếng nhập lại thành có còn gọi là có 1 giờ giờ tí thôi. Do vậy cho nên 24 tiếng đồng hồ của châu Âu quy định mà qua Á Châu quy định là còn có 12 giờ thôi, bởi vì 2 tiếng đồng hồ cộng lại thành 1 giờ. Thế thì cái khoảng mà tôi được sinh ra đó thì là hồi 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đêm, nó xê xích cỡ nào không cần biết. Thì cái khoảng đó gọi đó là giờ tí. Rồi cái giờ đó mấy anh gọi là giờ tí không có, vậy là tôi là tự thân đây sanh không có giờ hay sao? Vì cái giờ nó không có giờ cho nên là chôn cha chôn mẹ ai đó trúng trùng cái tên của cái giờ đó, người ta không bị tai họa, không bị chết vì cái giờ đó là 0 giờ. Còn vậy thì tôi đây là thích tự thông đây sinh vào cái khoảng đó, tôi sinh không có giờ hay sao? Mà hiện giờ là cái tử vi của tôi là đàng hoàng nha, sinh giờ tí nha, ngày mùng 1 tháng 3 năm Mậu Thìn nha. Chẳng lẽ là cái thằng thầy chùa nào nó dám nói tôi là sinh không có giờ? Rồi tôi quánh loa trong mặt đó, mà quánh loa trong mặt đó thì thành ra đánh lộn. Đánh lộn là nhà nước không cho phép. Và lại nữa, đứng khi mà tu hành rồi thì không đặt vấn đề đánh lộn nữa. Thế thì tôi làm sao tôi chịu nổi mấy cái thằng nó ngu cỡ đó. Đó, cho nên tôi nói hoài hết là vậy đó. Vì vậy cho nên tôi tóm lại, vấn đề là Phật tử trong nước cũng như ngoài nước khi nghe tôi nói, mà cha mẹ mình tự trần qua đời, nói nôm na là chết,
Đừng có nghe lời mấy cái ông thầy chùa ngu si kiểu đó. Cái đó đó, ngạn ngữ, ông bà ta gọi là nhất manh dẫn quần manh, một thằng đuôi dẫn cả lũ người đuôi, nguy hiểm vô cùng. Người thế gian người ta nói thầy thuốc làm trị bệnh sai lầm nó chết một người, mà làm văn hóa sai lầm, lãnh đạo tôn giáo sai lầm là nó giết chết không biết bao nhiêu người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên là cái vấn đề sinh nhật tử nhật, vấn đề đó là đừng có sợ, hễ chết rồi thì cứ ngủ quẩn, là nó trả về thất đại, nó trả về cho thất đại, là cứ coi mình thích cái ngày nào đó là mình an táng ông bà cha mẹ của mình mà không hề cần sợ ngày giờ gì hết. Thôi không có ông thần ông thánh nào mà trúng cái gì của nó để rồi nó làm khó làm dễ mình hết á. Cho nên cái tử nhật đó, sinh nhật không có ai chọn cái giờ cho mình được hết, thì tử nhật là tôi muốn chôn nào tôi chôn, à tôi muốn an táng chừng nào tôi an táng, à mà sợ nó là đem đưa mấy trăm ngàn đó mà nó dạy cho mình đi chôn tía ba mình bằng nửa đêm như vậy, thay vì cái đám của cha mẹ mình đó là 100 người tới 200 người đi đưa, mà nó chơi nó coi cái ngày không giờ chôn đó thì là còn có vài chục người thật là thân nhân con cháu mới là đưa, chứ người ngoài ai mà thức dậy 11, 12 giờ đêm mà đi đưa cái đám ma bao giờ. Rồi kèn là sao, rồi nhạc là sao, rồi cờ xí rồi sao, rồi tràn qua rồi, ôi nó cực khổ vô cùng vậy đó. Chỉ vì là nó phán rằng là cái giờ đó là không giờ. Vậy mà Phật tử nghe được, tôi không hiểu các vị nghe sao, tôi cũng không hiểu. Cho nên tôi gửi lại cái lời này, tôi biết tôi nói vậy là nhiều ông thầy chùa nó ghét tôi dữ lắm. Thậm chí nếu mà không có luật pháp là nó xử tử tôi cũng có. Nhưng mà thiệt ra thì xử cũng không sợ. Tôi thì không có sợ cái đó bao giờ. Nhưng mà cũng có luật pháp bảo hộ. Chưa kể là tôi nói trúng, chưa kể là họ làm trật. Nhưng mà tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do ngôn thuyết, thành ra nó có ghét gì nữa, nó cũng có quyền giết tôi bậy bạ được. Mà nếu mà giết tôi mà có giết lén là tôi cũng chẳng ngán giết gì. Chứ làm vậy tôi chịu không có được. Thứ nhất là họ mang cái hình thức gọi là đầu tròn áo vuông, gọi là người tu sĩ của đạo Phật tôi, đạo Phật của chúng ta, mà dạy cái trò như vậy là vừa bịp bợm, vừa gian xảo, vừa ngu si, thì làm sao mà không cho tôi nói được. Cho nên tôi nói cái vụ sinh nhật tử nhật này là tôi biết nó còn nhiều cái phải nói lắm, nói không có hết. Đó, nói cái nhiêu đó nó thôi đó. Nói cái vấn đề mà không giờ là thấy nó nguy hiểm vô cùng. Nó hại cả. Đây rồi, bắt đầu từ đây đó nha. Nó di truyền ra cái thứ đó. Đám ma của người ta đi an táng cha mẹ người ta mà làm nửa đêm vậy thì ai đưa. Mà nếu tháng nắng thì còn đỡ, chứ tháng mưa đó thì 11, 2 giờ đêm mà đi đưa đám ma trời đen như mực vậy là làm sao mà chốt đây. Đốt đuốc thì không được, đèn điện thì dây đâu mà kéo ra tới ngoài mộ mà quẹt. Cho nên ba cái ông đó cái tội đó ghê gớm lớn đó. Vậy mà lại rồi cúng tiền rồi tát bạch để cúng để đền ơn Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử của Phật Thích Ca sau này làm ăn cái chuyện động trời như thế mà không ai biết gì hết. Do vậy mà tôi mới làm một bài thơ Tiến sĩ Phật học. Cái nhan đề là Tiến sĩ Phật học. Bài thơ rằng: Tiến sĩ sao ông lại thoái lui, bẻ cong chót lưỡi uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi, hồn đơn phách chiếc xin về hưởng,
phù hộ đàn con thoát khổ nguy. Đó là bài thơ Thân Công Bác Cứu theo đường luật tôi làm để tặng cho các ông tiến sĩ Phật học mà đi đám cầu siêu, đi chôn đám ma bằng đêm, chôn đám ma không giờ và cầu siêu á, hàng loạt. Đám nào nó cũng cầu được hết á, miễn là có tiền là cầu hết ráo, chết kiểu gì cũng cầu được hết. Thậm chí người ta chết 30-40 năm rồi nó cũng moi lên nó cầu được. Mà được hay không mà chỉ có trời mà biết thôi chứ. Dựa vào cái gì mà nói nó cầu được? Dựa vào cái gì mà biết rằng là phù hộ đàn con thoát khổ nguy? Nếu mà những cái hồn vong tử sĩ đó mà phù hộ được đàn con thoát khổ nguy thì cái đất nước này nó không còn bão tố thiên tai địch họa nữa hay sao? Có không? Bảo đảm không? Phù hộ được không? Vậy mà tiến sĩ Phật học ngày nay làm cái việc đó đều đặn ở trong nước cũng như ngoài nước cũng có. Đây, vấn đề đó là vậy đó. Vấn đề sinh nhật chưa vô cái bài thơ sinh nhật gì hết đó. À, thôi thì bây giờ tạm gần ở đó, tạm gần cái vấn đề giờ tí giờ sửa ở chỗ đó. Nhưng mà cái đau của tôi là mấy ông thầy chùa đó nó dám nói tôi sanh không có giờ chứ. Mà tôi có cái bản tử vi của tôi. Giờ tôi nói nữa còn nói cũng không hết. Tại vì tôi sanh giờ tí, mùng 1 tháng 3. Năm Mậu Thìn. Do vậy mà cái mạng là Đại Lâm Mộc. Mạng Đại Lâm Mộc. Mà chữ Mậu á với chữ Thìn á là Dương Nam. Do vậy mà cái lá tử vi của tôi á, cái lá tử vi của tôi đó thì cứ theo lá tử vi rồi nha, chứ còn chứ không phải là mình thêm bớt cái gì mà dựa theo lá tử vi. Thì tôi nghiệm lại tôi cũng thắc cười thôi. Cái lá tử vi của tôi đó thì là cái cung mà cái bằng cung thiên di nó có cái sao tuần. Rồi còn cái sao quan của tôi đó, bởi vì lá tử vi nó có ba cái có bốn cái cung. Mệnh tài quan và sao thiên di và cái cung thiên di. Mà mệnh tài quan thì không nói đi, về cái cung thiên di mà nó có cái sao tuần ở đó. Rồi cứ theo tử vi mà nói thì cái sao tuần mà ở cung thiên di ấy, cho nên là không có được đi đâu mà ra khỏi cái xứ sở của mình. Rồi trong cái cung mà mệnh tài quan ấy, nó lại có cái sao triệt. Sao triệt nó đóng ở cái cung tài. Vì vậy cho nên là bạn bè của tôi đó, tôi có làm bài thơ đó. Bạn bè của tôi đó nghe, sự nghiệp trời ơi pháp lữ ơi, trời ơi sự nghiệp hết hồn tôi, cơ đồ tỷ tỷ, cơ đồ sự nghiệp trăm ngàn tỷ. Đạo đức huynh cao dược Thích Ca. Bạn bè của tôi đó là đây tôi đọc cái này đây nghe, bởi tôi nói vô tận, tôi ngồi tôi nói hoài không bao giờ hết. Đây tôi đọc cái bài lộng lẫy hoành tráng và choáng ngợp. Lộng lẫy hoành tráng và choáng ngợp để nói lên cái thân phận của tôi, cái tử vi. Cái tử vi nó có cái sao, cái sao tuần. Cái sao tuần nó làm cho tôi không đi đâu được hết. Đây là nói chuyện cười rồi nha, nói chuyện vui cười rồi, chứ đạo Phật không phải nói vậy được đâu đó nha. Nhưng mà vẫn có tương quan. Cái này là cái đề tài để chúng ta nghiên cứu. Nghiên cứu chơi. Đây, cái sao tuần nó làm cho tôi không được gì hết.
Thành ra tôi đi thăm mấy cái chùa rồi tôi nhìn là quá trời quá đất, lộng lẫy quá trời quá đất, hoành tráng quá trời quá đất, chớn ngợp quá trời quá đất. Về tôi làm bài thơ đây nè: sự nghiệp trời ơi, pháp lữ ơi, trời ơi sự nghiệp hết hồn tôi, cơ đồ trăm tỷ trăm trăm tỷ, pháp lữ sao huynh giỏi quá trời. Tiếp đoạn thứ hai: pháp lữ sao huynh giỏi quá trời, pháp gì huynh nói đại gia nghe, vàng dân bạc cúng trăm trăm tỷ, đạo đức huynh cao vượt Thích Ca. Ôi pháp lữ của tôi giờ có những ông đạo đức nó cao gấp mấy chục lần ông Thích Ca. Thích Ca mỗi ngày đi xin thì có một bữa ăn vậy đó, mà cả đời với con vua vậy mà chẳng cất được cái thiền viện nào, cái chùa nào, cái tu viện nào hết. Ai làm sẵn là cho, gọi là ở đó vậy rồi nói kinh xong rồi đi, chứ đâu có đứng tài sản sổ đỏ sổ đen gì đâu. Mà ở đây á, là đạo đức nghĩa là của các sư huynh tôi đó vượt hơn Phật Thích Ca nhiều, cho nên là chùa năm 10 cảnh 15 20 cảnh, mà cái nào cái đấy là hoành tráng chớn ngợp và lộng lẫy. À, tiếp theo: đạo đức huynh cao vượt Thích Ca, diệu thai ngạn ngữ con hơn cha, gia đình có phúc à ra vậy, Phật tổ suy ra chẳng khác ai. Thế thì Phật tổ cũng ở trong cái câu ngạn ngữ con hơn cha, nhà có phúc vậy ư? Đệ tử Phật Thích Ca là hơn Phật Thích Ca, vậy là nhà có phúc vậy ư? À, vậy mà người ta mừng được chứ, người ta vui được chứ, người ta nói con hơn cha nhà có phúc. Đệ tử mà hơn thầy, tỳ kheo đệ tử Phật mà hơn Phật là nhà có phúc. Cho nên Phật không có lập chùa nổi, mà bây giờ thì lập mấy cái chùa, mà cái chùa có trăm tỷ, có ngàn tỷ nha. Bây giờ nghe nói có cái chùa cả ngàn tỷ hơn gì nữa, mà ta lập đều. Thế thì chẳng phải là hơn Phật Thích Ca là gì? Mà Phật Thích Ca cũng chẳng khác ai, là gì cũng có cái ý nghĩa là con hơn cha đó. Đạo đức huynh cao vượt Thích Ca, diệu thai, diệu là màu nhiệm thai, ngạn ngữ có câu rằng con hơn cha là nhà có phúc, diệu thai ngạn ngữ con hơn cha gia đình có phúc à ra vậy. Vậy là đệ tử Thích Ca cũng hơn Phật nhiều quá. Vậy là đạo Phật có phúc vậy đó ư? Phật tổ suy ra chẳng khác ai. Rồi bây giờ tới phiên tôi: tham thiền soi rọi tự thân tôi, sự nghiệp tai trơn chẳng có gì, đời bảo thật thà vô phước đức, vỗ tay cười thốt cảm ơn trời. Tôi vô phước đức, cho nên là cái cung thiên di nó có cái sau tuần không có đi ngoại quốc được, không đi ngoại quốc được, không có đi xin tiền được. Rồi cái sao tài bạch nó có triệt có cái sao triệt có nghĩa là nó cũng ngăn chặn lại. Do vậy cho nên là tiền bạc cũng không ai cho nhiều, rồi có đâu mà mình làm lần năm 10, 20, 30 cái thiền viện, cái chùa gì đâu, cũng không có tiền đâu mà để tạc tượng Phật mà cao tới 18 tới 25 thước gì hết. Là tại vì cái sao triệt, cái sao cung tài bạch nó có triệt, còn cái sao thiên di nó có tuần, cho nên là tiền thì không có nhiều, còn đi muốn đi thì đi không được. Đấy, đó là tôi nói tử vi đó, tử vi sinh giờ Tý ngày mùng 1 tháng 3 năm Mậu Thìn nó ra vậy đó. Mà tôi nghĩ không biết là trúng hay không là tôi không biết. Nhưng mà sự thật cuộc đời tôi bây giờ nó vậy đây, các Phật tử ai tới thăm là biết rồi, cũng như gần xa đều nghe biết rồi. Chả có cái sự nghiệp gì mà hoành tráng, chóng ngợp hay là lộng lẫy gì hết đó. Nhưng mà nói là nói nha, hơn Phật á, hơn Phật Thích Ca đấy. Cho nên là tôi chịu cực thì không nổi, thành thật mà nói chịu cực chưa nổi nha. Cho nên muốn làm như Phật Thích Ca mà không dám chứ không phải là đơn giản đâu. Muốn lắm mà không dám, là vì thấy mình là chịu cực bằng Phật Thích Ca thì không nổi rồi. Giá lại nữa cái hoàn cảnh xã hội thời nay người ta cũng không khoái mình là đi xin như vậy. Rồi thôi thì người ta gửi tiền tới rồi mình, người ta gửi gạo cũng có.
gửi đồ ăn cũng có, thế thì là tự mình nấu mình ăn cái cho nó đỡ cho người ta, đỡ cho bá tánh, cho bổn đạo. Thành ra thì cũng cũng giống như khất thực, nhưng mà khất thực không có đi. Còn Phật Thích Ca thì khất thực mà phải đi mỗi ngày. Chứ tôi bây giờ cũng hơn Phật Thích Ca nhiều, cũng xấu hổ lắm đó. Chẳng có hãnh diện gì đâu. Nhưng mà tôi có cái dụng ý, nếu mà tôi làm tệ quá là thì nó nói do tôi giảng cái kiểu ác ác nhân, ác khẩu, cho nên không ai thương, không ai ghét, cho nên người ta bỏ đói, bỏ nghèo, bỏ lạnh vậy đó. Cho nên là tôi cũng mới ráng tôi làm cái chỗ tôi ở cho nó đàng hoàng chút. Cũng tương đối là kín đáo hơn Phật Thích Ca nhiều. Nhưng mà để bịt miệng mấy cái thứ mà nó tuyên truyền ngược á, nó nói là giảng cái kiểu nói vậy đó thì tiền ở đâu mà ai mà cúng, ai mà cho, phước đức ở đâu mà có. Cho nên tôi cũng phải làm có cho ở đàng hoàng chút, là lý do là tại vậy. Phải làm đàng hoàng chút. Chứ không nói tại tôi giảng cái kiểu vậy đó là thất đức. Kỳ thật là không có thất đâu. Đối với Phật Thích Ca là tôi nói kiểu của tôi nghe thô bạo vậy đó, nghe dữ dằn, nghe đáng ghét vậy đó. Nhưng mà đối với Phật Thích Ca, đối với Đạo Phật, tôi xin tự khẳng định không hề có thất đức. Không hề có thất đức. Bởi vì tất cả những cái điều tôi nói là tôi dựa vào kinh Phật, dựa vào lời Phật ý kinh mà tôi nói. Còn ai muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, không sao hết. Tôi không có năn nỉ phải nghe, càng không có quyền bắt buộc ai nghe. Tuy nhiên là vai trò, bổn phận, trách nhiệm thì tôi nói như vậy. Mà dù lời lẽ có cọc cằn, có nặng nề, thậm chí gần như thô lỗ, mà không hề có thất đức gì hết. Điều đó tôi có thể khẳng định như vậy. Là tại vì tôi không có cái ý công kích đã phá từng cá nhân của con người nào, và cũng không cạnh tranh với họ bất cứ là tiền tài, danh vọng, địa vị, sự nghiệp gì hết. Cho nên lời nói của tôi chẳng qua là cái lời nói dựa trên cái cơ sở giáo lý Đạo Phật, mà muốn nhắc nhở cho những người thiện hữu, những người pháp lữ, những người Phật tử cùng là đệ tử Phật đi một con đường mà có đem lại cái sự an lạc cho bản thân, mà nếu nhân rộng ra thì có thể an lạc cho nhiều người trong xã hội, chứ không phải tôi cạnh tranh. Do vậy cho nên tôi tin tưởng rằng là cái điều tôi nói không có gì gọi là tổn phước đức hết. Nhưng mà người ta có thể nói tôi là do nói cái kiểu của tôi cho nên tổn phước đức, cho nên nghèo, cho nên khổ. Vì vậy mà tôi cố làm thế nào để cho đừng thấy quá khổ, để bịt cái miệng người ta xuyên tạc cái kiểu mà không có chánh pháp. Cái sự thật là tôi ở ngoài rừng cũng còn chưa gọi là thất đức. Nếu mà Đức Phật mà ở ngoài rừng mà không có nhà cửa mà gọi là do thất đức, do gì không có giáo lý dở hay sao đó thì cho nên mới nghèo vậy. Nói vậy nghe có được không? Cuộc đời một vị hoàng tử mà đi làm người khất thực vậy là cái người đó vô trí hay sao? Còn bây giờ những người mà đi xin tiền về tỷ 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 vậy đó để cất chùa, cất chiền, thiền viện cho dữ vậy đó, gọi là người phước đức. Vậy thì Phật là vô đức, vô phước đức hay sao? Cho nên là nhiều người ta cắt nghĩa, người ta có quyền cắt nghĩa, mà mình phải nghe. Đạo Phật gọi là văn như tư, tư như tu. Nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới nhận thức, rồi mới khẳng định cái đường lối của mình học tu. Chứ còn không là nhất manh dẫn quần manh đó, một thằng đuôi nó dẫn cả cái lũ đuôi thì chết cuộc đời mình đó nha. Làm thầy thuốc sai lầm giết chết một hai người, làm văn hóa sai lầm, lãnh đạo tôn giáo sai lầm giết chết từng thế hệ này sang thế hệ khác. Cái đó là của cái người triết gia nào đó, tôi cũng không cần biết, nhưng mà câu đó có giá trị thật sự. À, đó là đó, chà, ở đây có cái con dù dè nó vô làm, thôi kể đó cô. Nãy giờ là đã chưa vô cái đề sinh vật của tôi gì hết trơn. À, tôi còn nói thêm cái nữa để quên đấy. Nãy giờ tôi nói đó là nói chuyện ngoài lề của Đạo Phật đó nha.
ngoài lề, nhưng mà nó bổ sung cho cái nhận thức của mình về Phật pháp, chứ chứ chưa vô đề của đạo Phật đâu. Và tôi xin nhấn mạnh một điều các Phật tử gần xa để ý. Những cái điều mà tôi nói tử vi đó, tôi là thầy có tử vi đây nè, nhưng mà không bao giờ tôi sợ và tôi tin cái đó. Cái cung thiên di mà tôi không đi được đó là không phải thiên di đâu, mà tại tôi không muốn đi, chứ không phải là do cái sao tuần nó đóng tại cung thiên di mà tôi đi không được. Hiện giờ tôi muốn đi ngay trong vòng nửa tháng tới tôi cũng có thể đi được, nhưng mà tại tôi không thích đi. Tại vì tôi hiểu rằng là pháp giới là bất nhị. Ở Việt Nam muốn làm đạo cũng làm đạo được, qua Hoa Kỳ, qua Úc, qua Anh, qua Mỹ, qua Châu Phi, muốn làm đạo cũng làm đạo được y như vậy. Và ở Việt Nam này mà giáo lý mà nói bậy nói trật, không hiểu không biết, thì đi 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 qua Hoa Kỳ, qua Úc, qua Mỹ, qua Phi gì cũng đều nói bậy nói trật, rồi cũng dẫn dắt người ta mù quáng, cũng cũng không đem lại kết quả an lạc, nó y như vậy. Đó là cái giáo lý pháp giới bất nhị. Còn về mặt chân lý thì pháp giới nhất chân, nghĩa là sự vật hiện tượng ở đất nước Việt Nam này không có cái sự vật hiện tượng nào là nguyên nhân đau khổ cho ai, thì sự vật hiện tượng trên thế giới cũng thanh tịnh như vậy, cũng không làm đau khổ cho ai. Đó là giáo lý ta gọi là pháp giới nhất chân. Do vậy cho nên tu ở Việt Nam cũng vậy, mà tu ở ngoại quốc cũng vậy. Do vậy mà đi được thì đi, mà đi không được cũng chẳng có gì tự ti mặc cảm rằng mình bị cái sao tuần, và càng không phải do sao tuần mà là do sự quyết định của con người là tôi không muốn đi. Cho nên nói tử vi đó là nói chơi đó, chứ nếu mà các vị tin cái tử vi mà tôi nói đó thì các vị phải 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 tin luôn cả cả sao cả hạn, rồi mỗi năm các vị đi 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 cúng sao cúng hạn, rồi các vị cầu nguyện lễ bái đủ thứ thần thánh tùm lum, như vậy là các vị lạc vào cái thế giới gọi là thế giới siêu hình, đạo Phật gọi là vô sắc giới, đó là sai lầm đó nha. Cho nên học theo đạo Phật là quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật, quy pháp bất quy y ngoại đạo tà giáo tổn hữu ác đản, quy tăng bất quy tổn hữu ác đản. Nghĩa là mình phải có những cái chánh kiến của mình, cái lập trường của mình. Còn tôi nói nãy giờ đó là nói chơi đấy, nói ngoài lề đấy. Nói cái chuyện đó mấy người thế gian người ta nói ngoài lề, nó không có, mà không phải là câu chuyện chánh chánh đề của cái sự việc, người ta gọi đó là trà dư tửu hậu, do uống trà mà nói ra những việc vậy, do uống rượu kéo thời gian là nói vậy. Việc đó là việc không phải là việc chánh đề của một vấn đề quan trọng nào. Cho nên những cái tử vi, những cái ngày giờ, những cái chôn cất vân vân nãy giờ đó đều là nói chuyện trong thực tế có, mình cần phải nghe phải hiểu để tư duy để mình tránh, nhưng mà cái đó không có chân lý gì hết. Không phải nói như vậy là nó thành một vấn đề quan trọng, không có, đồ đó là đồ bỏ. Hiểu được chánh pháp của đạo Phật, hiểu được chân lý của vũ trụ rồi thì tất cả những cái đồ nói đó là do người ta làm sai lầm mà nó có ra, không có gì mình đáng tin, mình đáng sợ. Thế thì là cái vấn đề tự nhiên tự nhiên là đó, đừng có đặt vấn đề chứ mà gọi về nhờ tôi làm tử vi là không có đâu nghe, không coi đâu, không nói đâu đó nha. Chơi tôi để tôi chơi thôi, chơi để tôi nói với các vị rằng cái điều đó không có gì thật hết. Bây giờ tôi giới thiệu với các vị cái bài thơ mà tôi làm sau khi tôi sinh ra được 6 tiếng đồng hồ, cách đây 83 năm, tức là cái bài thơ sinh nhật, mà sinh nhật cái lần này đó mà các vị gọi điện về chúc mừng cũng như là gửi quà cáp tặng nhân dân và nhân dân, thì cách này là 83 lần, nếu mà làm sinh nhật thì 83 lần sinh nhật.
Mà 83 lần sanh nhật tức là 83 năm. Mà có giờ tí rõ ràng. Tôi nói giờ tí rõ ràng đây là tức là dựa theo cái Á Đông, cái quy định của người Á Đông thì tôi rõ ràng là tôi sanh giờ tí. Chứ nói tôi là dựa theo cái là nói bậy bạ nãy đó, tôi sanh không giờ thì không trúng. Nhưng mà tôi cũng xin mở một cái ngoặc to tớn nữa, nói tôi sanh giờ tí cũng không có gì chân lý. Bởi vì đây là mình nói chuyện tục đế đó, tục đế tức là chuyện phàm phu. Chứ trong cái giờ đó không hề có chữ tí. 11 giờ trưa tới 1 giờ trưa cũng không có cái chữ ngọ. Không có, từ đầu chí cuối từ xưa tới nay không có làm gì có cái chữ ngọ, chữ tí đâu. Tuy nhiên là những ông thầy mà nói rằng cái giờ giờ đêm 11 giờ tới 1 giờ đêm mà gọi là không giờ là không trúng. Ở đây là về bên mặt tục đế vẫn không trúng cả tục đế. Còn chân đế thì tương nhiên là không trúng rồi. Do vậy cho nên là trong những cái quyển sách nhỏ nhỏ sau này tôi viết là nói gì cũng không trúng hết, là trúng là vậy đó. Viết gì cũng không trúng là trúng. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì chúng ta nghĩ cái chuyện của phàm phu là có những cái ta nghĩ trúng. Ta viết những chuyện phàm phu có cái ta viết trúng. Ta nói những chuyện phàm phu có cái ta nói trúng, cần phải sai. Nhưng mà về mặt chân đế coi chừng có những cái nói gì cũng không trúng hết. Viết gì cũng không trúng. Và nghĩ gì cũng không trúng. À, chỗ đó là cái chỗ khó của người học Phật, cần phải có thiền định, phải có tư duy quán chiếu mới thấy đây. Bây giờ cái bài thơ này đó là tôi làm hồi cứ theo ngôn ngữ văn tự và cái hiểu biết thông thường thì sau khi tôi sanh ra 6 tiếng đồng hồ trước đây 83 năm, tức là hồi 6 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 3, tức là 6 giờ sáng ngày hôm qua, thì nhân cái cú điện thoại Phật tử gọi tới thăm hỏi và chúc mừng các bạn, thì tôi mới viết ra cái bài thơ này. Thơ rằng 83 sinh nhật, 83 năm, 83 lần sinh nhật tức là 83 năm rồi đó. Vì tháng vì năm bật dấu tầm. Đó, cái này đây là mình học chân đế à nha. Cái bài sinh nhật này là cái bài chân đế à, chứ tục đế không phải nói dày à. Cái này là chân đế đó. Cho nên là cũng có những bạn hữu của tôi nói thuộc về trong cái nhóm tu thiền, thiền sư hiểu biết á, người ta nói thơ của thầy Từ Thông á là nó không có cái chất tình thơ, mà nó không có tình, nó không có ái, nó không có ưu bi. Do vậy cho nên là thơ của thầy Từ Thông á là thơ của Như Nguyễn Thiền Sư gọi là thiền thơ. Tôi nghe câu đó có lý rồi nha. Thơ của tôi mà gọi là thơ thì người thế gian tám chuyện rồi, thơ nó phải có tình, nó phải có ái, nó phải có ưu bi, có sầu muộn. Rồi có những người ta không cảm tình thơ lắm, ta nói về thơ là những nhà thơ là những người thương giai khóc mướn. Thương giai khóc mướn. Bởi vì trong đó là nhắc lại chuyện tình, chuyện ái, chuyện buồn, chuyện thương đó, thì thơ nó mới dễ truyền cảm. Còn thơ mà nó không có tình, nó không có ái, nó không có thương, nó không có yêu, nó không có nhớ nhung, nó không có tha khóc, thì người ta nói là cái thơ nó không có cái hồn thơ, nó không có cái tình. Do vậy mà có những pháp lễ người ta đặt, người ta nói cái thơ của Như Nguyễn Thiền Sư là thiền thơ. Tôi nói vậy chắc cũng được được đó, tôi gọi nó là thiền thơ đi. Thơ này là thiền thơ nha, phải tham thiền mới biết. Chứ đọc không thì nó chẳng có tình gì, chẳng có gợi ý thương giai khóc mướn cho ai hết trơn. 83 sinh nhật, 83 năm, vì tháng vì năm bật dấu tầm. Hiện dụng mắt tai răng thoái hóa, vô thường tri kỷ tử tri âm. Ôi, bài thơ này là rõ ràng là thiền thơ. 83 sinh nhật tức là 83 năm ai cũng biết rồi.
Vì tháng gì năm bật dấu tầm. Tìm lại tháng là cái gì? Tháng giêng là cái gì? Tại sao anh đặt cho nó là tháng giêng? Tháng giêng này chữ tạo là tháng chánh đó. Chánh đó tức là lấy cái đó làm cái mặt trời của cái mùa tiêu chuẩn. Cái bằng tháng chánh, gọi là tháng giêng, mình gọi là tháng giêng đó. Rồi anh lấy cái gì mà anh đặt nó là tháng 2? Ngày giống nhau, anh bình minh lên giống nhau, chiều mặt trời lặn, mặt trời mọc bình minh giống nhau, mặt trời lặn tà dương giống nhau. Và nó cứ như thế mà nó xoay dần. Mà cứ theo nhà thiên văn học là thế kỷ 16 đó. Ông gì vậy nè? Không phải. Nhà thiên văn học thế kỷ 16 mà sắp lên dàn quả. Ông nói quả đất lăn, quả đất quay tròn. Chứ không phải là trời tròn đất vuông. Là cái chu kỳ của cái quả đất nó quay như vậy. Vậy thì anh dựa vào cái gì mà gọi là ngày là tháng này, đặt tên cho nó dựa theo chu kỳ? Anh có thể phân tích theo khoa học, anh định ra thời gian bằng cái tiếng đồng hồ, rồi bằng phút, bằng giây. Cái chuyện đó là người khoa học người ta làm được, nó không sao. Cũng như khoảng không gian vốn nó không có gì hết, nhưng mà nhà khoa học người ta nghiệm ra một phương pháp để tiện dụng cho con người. Trên quốc lộ dài người ta định ra cây số để biết cái đường đó chạy xe phải bao nhiêu thời gian. Không gian cũng vậy, máy bay bay cái khoảng đó bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thời gian là bao nhiêu mai, bao nhiêu cây số. Đó là khoa học. Chứ không gian không hề có mai, không hề có cây số. Thời gian cũng không hề có tháng, có năm. Chẳng có tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 gì hết. Nhưng mà dựa vào cái tư duy, cái nghĩ ngợi để cho tiện lợi cuộc sống con người, người ta ước định mà ta đặt ra như vậy. Chứ thật sự vì mặt chân lý của trần đế thì tháng không có tháng thật, năm cũng không có năm thật. Cái này là phải thiền mới thấy nha. Phải thiền mới thấy. Chứ không có thiền là tôi nói vậy người ta có thể nói tôi khùng cuốn sao hết. Người ta có thể nói tôi khùng được á. Chứ mà học đạo thiệt mà thiền á, rồi á là các vị thấy giờ không có giờ tí sửa dần mẹo gì hết. Cái đó có. Không có giờ tí sửa dần mẹo thành tị gì hết. Ngày cũng không có tí sửa dần mẹo gì hết. Năm cũng có tí sửa dần mẹo thành tị ngọn mùi thân dầu tức ở gì hết. Đó. Rồi cũng không có cái vụ mà 365 ngày hay 364 hay 66 gì đó, năm nhuận năm không nhuận gì đó, cãi cọ cái đó cũng không có gì phải cần phải cãi cọ. Cái đó là nói cái đó là gọi là chân, vì mặt chân đế, vì mặt đạo lý chân đế. Không gian không có cây số, không gian không có rộng hẹp. Rộng hẹp đó là do cái ước định của con người, do cái thỏa thuận của con người, cái ước định của con người ký kết nhau, đồng ý nhau. Cho nên cái thước đó trên thế giới đâu có cái thước nào giống cái thước nào. Mỹ Anh là xài mai, Việt Nam là xài thước. Mà thước cách đây 80 năm rồi còn có cái loại thước đó. Thước bây giờ Việt Nam xài gọi là thước Tây, thước châu Âu. Còn thước Việt Nam là gọi là thước 30 đồng nữa cơ. Do vậy mà lấy thước mà đo thời gian, đo không gian thì lấy thước của ai cho đúng đây? Để nói mai, để nói cái số, để nói thước cho đúng đây. Đo thời gian lấy cái gì đo cho đúng đây? Không hề có. Cho nên học Phật mà sâu rồi đó, thiền sâu rồi đó, thì không gian nó là một bộ phận, nó là một dữ liệu, nó là một cái phần
Không gian và thời gian nó là một bộ phận, nó là một chất, một thành phần, một dữ kiện để nó đóng góp cho sự vật hiện tượng, chứ nó không phải là cái vĩnh cửu tự nó có ra. Người thường ai cũng tưởng là không gian thời gian là cái vĩnh cửu tự nó, trường cửu nó có ra, chứ không phải vậy. Nó là cũng từng phần, từng bộ phận, từng chất liệu, từng dữ liệu, dữ kiện gì đó, ai muốn gọi nó là bằng gì là bằng, nhưng mà nó góp vào để sinh ra sự vật hiện tượng, chứ không phải nó là cái vĩnh cửu có, còn sự vật hiện tượng là cái có rồi có sinh có diệt. Không phải vậy, nói vậy không có đúng. Bởi vì nếu sự vật hiện tượng mà diệt hết ra thì không gian thời gian cũng không có. Nói một cách khác là không có con người thì càng không có không gian và thời gian. Do vậy cho nên không gian thời gian là nó một phần để nó góp, nó thành tựu ra một cái chỉnh thể là một con người. Mà một con người nó lại xác định lại cái vai trò vị trí của không gian và thời gian. Do vậy mà không gian thời gian cũng là một cái pháp dương sanh, mà trong đó có con người làm nên xác định cái vai trò vị trí của không gian thời gian. Chứ không phải không gian thời gian là cái tự có, là cái trường cửu, cái duy nhất chỗ đó đó. Phải thiền định đó, không thiền định là không nghe được. Không thiền định là có thể nói tôi khùng dễ dàng. Do vậy mà cái bài thơ này nè: vì tháng vì năm bật dấu tầm. Anh lấy cái gì mà anh nói đó là tới đó là năm? Anh lấy cái gì anh nói tới đó là tháng? Anh dựa vào dương lịch trúng ư? Hay là anh dựa vào âm lịch là cái đó là trúng ư? Rồi anh định ngày tháng thời gian là vậy đó. Rồi nếu anh dựa vào cái âm lịch đó thì anh dòm ở trong không gian này đặt ngư chữ tí, chữ sửu, chữ dần, chữ mèo, chữ thìn, chữ tỵ đó. Năm cũng tí sửu dần mèo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, rồi ngày cũng tí sửu dần mèo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, rồi giờ cũng tí sửu dần mèo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi. Thế là anh nhìn đâu có đặt ngư vậy là chỗ đâu người ta sống? Tên là chữ không à. Kỳ thật nó có không gian, không có chữ thời gian, không có chữ ngày, không có chữ tháng, không có chữ giờ, không có chữ phút, không có chữ. Đã. Tâm ba sanh nhật, tâm ba năm gì tháng gì năm bật dấu tầm, tìm không có, không có đầu mối. Nói năm nay tám ba chứ có tám ba gì đâu. Bây giờ thử đem tôi ra đi, đưa bác sĩ giải phẫu đi, tìm trong người không có. Đưa vô một cái bàn cán, mà cán mỏng như là cái bàn cán của thợ vàng á, mà cán mỏng tanh như vậy, mỏng gần, mỏng hơn giấy, mỏng bằng giấy cũng được, mỏng hơn cũng được, mỏng như cái dàn lá mà người ta sơn hết tường gỗ đó, mỏng vậy đó. Tìm cũng không có cái gì là năm ở trong tôi, tháng ở trong tôi, và tên tôi ở trong đó cũng không có luôn. Không có cái gì là như quyển thiền sư, cũng có cái gì là thích tự thông, cũng có gì là tên tộc là Nguyễn Văn Sao, không có. Cán mỏng ra vậy đó mà cũng không hề có tên tuổi, và tìm không gian thời gian để gọi là 80 năm hay là 83 sinh nhật gì đó cũng không có. Tôi nói cái đó để nhắc cho Phật tử rằng là tất cả vạn pháp duyên sanh như quyển. Cho nên mình tu tập mình phải nhìn xem hiện tượng tợ không hoa. Không hoa là cái hoa đốm. Cái hoa đốm, hoa không thật đã ở trước con mắt của người bệnh. Con mắt của tôi đây này, hiện giờ tôi nhìn, nếu mà mới vừa ngủ thức dậy tôi nhìn vô trong một cái bức tường thật trắng thì tôi thấy nó giống như có mấy cái bông mẫu đơn, màu xám đen, chứ nó chưa đen mung. Nếu mà cái bông mẫu đơn đó mà cái màu đen mung là tôi nhìn ai tôi không biết mặt đâu. Nhưng mà bây giờ cái bông mẫu đơn ở trước mặt tôi đó, một bên một con mắt thấy hai bông, một con mắt thấy một bông, mà nó giống như bông mẫu đơn vậy đó, nó chần dần vậy đó, mà nó xớ xớ, có xớ vậy đó, mà nó còn xám xám. Vì xám xám cho nên tôi nhìn chữ còn được, tôi dùng nhìn kiến lúp tôi rõ, tôi còn đọc chữ được. Đây nè, tôi cầm lên tôi đọc nè, là tại vì nó cái hoa đốm đó nó còn xám xám. Chứ cái ngày nào đó mà cái hoa đốm nó đen mung
Thì tôi nhìn các vị, hay tôi nhìn chữ, nhìn trời mây gì đều là đem bông hết. Thế thì cái đó gọi là không qua đó. Mà cái đó không có thật. Nếu mà tuổi trẻ là một, bác sĩ giỏi là hai, người ta trị hết là cái không qua đó nó tự mất. Vì cái đó nó không có thật. Do vậy cho nên hiện tượng sự vật đều là không có thật, kể cả không gian và thời gian. Nó là một cái sự tổ hợp, một sự cấu kết nhân duyên trùng trùng vô tận. Mà không gian thời gian là một nhân duyên ở trong nhiều cái nhân duyên khác, để nó cấu tạo tương quan tương duyên, nó thành sự vật hiện tượng. Chứ không có cái nào là thiệt hết. Thông thường là người Phật tử tưởng tượng là không gian thời gian là cái vĩnh cửu tồn tại riêng nó. Không phải đâu. Nó không có riêng. Do vậy cho nên nó có ở trong đầu của ta, trong óc ta, trong toàn thân của ta. Mà nếu thực sự mà ta không có trên cõi đời này nữa thì nó cũng tự nó không có. Vì cái này sanh, cái kia mới sanh. Cái này diệt, cái kia cũng diệt. Con người mà chết đi rồi, con người mà diệt rồi thì không gian thời gian đối với con người đó cũng không có. Nếu sự vật hiện tượng mà không còn thì không gian thời gian cũng không có. Cái cho chỗ đó là triết học. Nếu nói về cái cách học thì ta gọi là triết học. Nếu nói về lý lẽ thì ta gọi là triết lý. Mà muốn nghe cái đó là phải chịu cực, phải có tư duy. Một là người phải có chất thông minh, hai là người có cái chất tìm tòi tư duy. Chứ nếu mà không thông minh rồi không có cái ý thức tìm tòi tư duy thì nghe cái đó không có hiểu. Mà không hiểu không có nghĩa là người ta không biết, không phải là người ta si mê gì, nhưng mà tại người ta không có cái chất, ta không có thích cái đó, ta không thèm nghiên cứu, thì dầu nó có cũng như không. Cho nên cái chữ gì tháng gì năm gì, mặt dấu tầm nó là một cái đề tài nghiên cứu. Nói về triết học thì nó là triết học, mà nói về triết lý thì nó là triết lý. Còn nếu mà nhìn về mặt khùng điên thì nó cũng là phát xuất từ cái đầu óc khùng điên. Thí dụ như người ta đọc cái đề ta không hiểu, ta nói tôi khùng điên cũng được. Chứ người ta đọc ta không biết gì, người ta mà thấy không cần thiết, tại sao tôi viết ra? Vậy là tôi chẳng khùng điên là gì? À, do vậy cho nên là đó là triết học cũng đó, triết lý cũng đó, mà khùng điên cũng đó. Tâm ba sinh nhật, tâm ba năm, gì tháng gì năm, bật dấu tầm, hiện dụng mắt tai răng thoái hóa. Cụ thể con người của tôi là mắt nè, tai nè, răng nè, tóc bạc nè, da mồi nè, lưng sắp còm chứ chưa còm, gối thì đi lên mấy cái bực cao đó, tôi đi thiền hành mà mấy cái bực cao đó, mấy đường dốc đó là phải có gậy nương. Còn bằng không có gậy thì leo cũng được, nhưng mà đi vài cái là có thể thở phào phào á. Rồi phải chụp vô cái cây nào đó để vịn trong cái thông á. Chứ không là có thể không đứng nổi chứ không phải chơi đâu. Đó, hiện giờ là vậy đó. Cái bằng tóc bạc, da nhăn, lưng mỏi, gối dùng, tay còm, ở lưng còm, mắt yếu, vân vân và vân vân. Hiện dụng mắt tay răng, chấm chấm chấm, răng có nghĩa là răng rồi thì đủ thứ trong con người, ngũ tạng lục phủ luôn. Hiện dụng mắt tay răng thoái quá, vô thường là tri kỷ, mà tử là tri âm đó. Tri âm tri kỷ cỡ tuổi 83 trở lên, 80 trở lên đó, là vô thường là tri kỷ, mà tử á, tử tức là chết á, là bạn tri âm của mình đó. Chứ cỡ này mà kiếm tri kỷ tri âm ở đâu nữa cho có. Biết bao nhiêu người ta đã chết rồi. Còn những cái tuổi già già này đó thì đâu có đi tìm gặp nhau được nữa. Thì chỉ có vô thường là tri kỷ, mà tử là tri âm thôi. Đó. Thế thì hôm nay nói cái vấn đề này nói không sể đâu nha. Nói vấn đề là sinh nhật này là không hết đâu. Nhưng mà thôi thì tôi giới thiệu bài thơ vậy cho vui vậy đó bà. Do vậy cho nên là để sắp đúc kết cái lời này, tôi nhắc nhở các Phật tử
ai làm sinh nhật được vui vẻ, thậm chí là rườm rà lớn lao với tinh thần của người đệ tử Phật, không nên, không có gì tự hào, không nên tự hào, không nên tự hào tự thiện tự đắc, vì cái đó là chơi thì coi như là chơi vậy thôi, chứ không có gì tự hào tự đắc, tự cao tự đại rằng ta đây được như thế như thế. Ngược lại, nếu những Phật tử mà từ trước giờ mình sống đơn sơ giản dị, mộc mạc của đồng quê, chưa có làm cái lần sinh nhật gì hết, chẳng có tiệc tùng, chẳng có sinh nhật gì hết, cũng không có gì đáng tự ti mặc cảm, không có gì đáng tự cho mình là thấp là kém là hèn gì hết. Đừng bao giờ khởi niệm đó, bởi vì vấn đề sinh nhật không cần thiết. Dựa vào đâu tôi nói vậy? Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng đã từng khẳng định rằng tỳ gia thành lý bất tằng sanh. Người ta thấy Đức Phật có sanh, có đản sanh, có giáng sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ, xứ Ấn Độ. Nhưng mà pháp thân của Phật thì không phải là cái đó. Không phải chỉ có một con người thấy tới Đạt Đà, Tất Đạt Đà trong khoảng 80 năm rồi chết như vậy rồi hết đâu. Do vậy cái có sanh và có diệt đó là hiện tượng duyên sanh của vũ trụ vạn hữu. Mà còn mọi người chúng ta đều có một cái bản thể chân, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không bao giờ diệt, mà khi sinh ra cũng chẳng có thật sanh. Sinh ra có nhưng mà chẳng thật sanh, cho nên diệt cũng chẳng có thật diệt. Hiểu được cái chân lý đó rồi thì chúng ta sống trên cõi đời này đó, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, sống chơi, mặc chơi, ngủ chơi, đói bụng. Giống như là Trần Nhân Tôn có bài thơ Cư Trần Lạc Đạo đó hay lắm đó. Ở đời vui đạo sống tùy duyên, sống tùy duyên tức là chơi đó. Làm chơi, ăn chơi, sống chơi, mặc chơi, ăn chơi, ở chơi, ngủ chơi. Và ra là chơi chơi luôn. Sống tùy duyên, thấy đói thì ăn, mệt ngủ liền, giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Trong ta có cái Phật tánh thanh tịnh, cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của mình rồi, mình qua về là mình gặp và mình thọ hưởng được cái an lạc của cái tự tánh thanh tịnh, cái giải thoát ở vốn có của mình trong con người mình rồi. Cho nên giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Những dưng tâm cảnh, những dân ngoại cảnh khỏi tu thiền, mình nhẹ nhàng trước sự vật hiện tượng, bởi vì không gian thời gian cũng không phải thiệt kia mà, như tôi vừa nói đó, nó cũng là một duyên, một điều kiện, một dữ liệu để nó tạo ra sự vật hiện tượng, chứ không có cái gì là của ai, cái nào là vô địch, là vĩnh cửu hết đó. Cho nên là mình vẫn dưng trước mọi sự vật hiện tượng là tâm hồn mình thanh tịnh rồi đó, là mình tu thiền rồi đó. Chứ đừng có ngồi dai, ngồi dài, ngồi dở, ngồi dại dột đó nghe. Ngồi thiền mà tìm ở trong đầu mình có cái gì, cái giọng nào ở trong đầu hiện ra, rồi diệt cái giọng đó, dạy cái đó là không được á. Dạy tu thiền, cái đối tượng thiền vậy là không phải đó nha. Trong đầu mình đâu có cái gì là dơ dái ở trong đâu. Đâu có cái gì là giọng ở trong đâu mà ngồi thiền để mà một hai tiếng ngồi rồi nghiệm rồi moi cái đó ra để mà diệt.
giống ở ngoài đó nè, tham cầu nè, sắc dục nè, danh lợi nè, tiền tài nè, lợi mình hại người nè, mua gian bán lận nè, cái giọng đó đó, mình mua bỏ cái giọng đó đó. Mình là cái tâm mình nó xúi dục mình ở trong cái, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu nè, là cái đó là giọng đó mình buông bỏ hết đi. Mà buông bỏ cái đó hết đi là khỏi tu thiền đó. Ở đó mà ngồi mà moi trong đầu rồi tìm cái giọng để mà diệt giọng, là giọng ở đâu trong đó mà có. Nguyên giác thiền sư đã nói rằng là bỏ tâm giọng, giọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở đâu, làm gì có chân lý nào nữa. Mình bỏ hết cái giọng là tự cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó trơn, nó là niết bàn, nó là cực lạc ha. Cho nên tôi giờ tôi nói ngồi đây nói hoài được hoài, nhưng mà cũng có người nói tôi là khùng cũng được. Chứ trần gian này nó nhiều cái nó thấy mình cần phải điều chỉnh dữ lắm á, chứ không là mình chết kiểu vô ích đó nha. Mình nghe lời một thằng đuôi nó dẫn cả cả triệu triệu người đuôi vậy là chết rồi. Thành ra giàu không tự đắc, tự hào tự tôn tự thị, nghèo không sinh nhật không sao hết, vẫn cứ tự tại an nhiên, ngẩng mặt lên trời mà nhìn trời, nhìn trăng nhìn sao, nhìn thẳng mọi người mà sinh hoạt và sống, tất cả đều là chơi hết, và cuối cùng chết cũng không hề có nao núng. Mà chết cũng có thể gọi là chết chơi, điều đó không có gì thật hết. Phật Thích Ca hồi đó 80 năm rồi gọi là Như Lai Thế Tôn đó, mà 80 năm rồi cũng chết chơi. Chết sống hoài đâu có sướng gì. Sống hơn không có sướng. Tôi sống hơn Phật, dựa vào sách vở mà nói tôi hơn Phật 3 năm rồi, đâu có sướng gì đâu. Tôi nhớ Phật hết sức, chỉ có cái là nó chưa chết thì mình không biết làm sao. Do vậy tôi có làm bài thơ rằng là thọ cao hơn Phật sướng chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Sầu cái gì? Sầu dốc yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu. Cho nên là 83 tuổi có gì đâu đáng mừng mà phải làm sinh nhật cho long trọng. Sống thêm 13, 17 năm nữa cho đủ trăm tuổi, coi chừng ngày nào đây con mắt mà những cái bông mà phù dung hồi nãy như tôi nói đó, mà nó đậm lên đen thùi đó, rồi không thấy cái gì hết thì không đi được, rồi chân nó yếu không đi được, rồi tất cả đều là sự sống của mình đều là do nhờ người khác hết. Mà người khác thì lấy cái gì mà bảo đảm rằng là mọi người, người ta giúp cho mình vừa ý theo ý muốn. Mà có giúp được đi nữa, mình đâu có giúp được thay thế cái đau khổ, cái cực nhọc, cái dơ dái, cái thú hôi cho mình được đâu. Do vậy mà là sốc thọ cũng đừng mừng. Mà 60, 70, 80 mà sống khỏe mạnh thì cái đó phải mừng rằng mình có một chút phước nào đó. Cũng nên mừng. Rằng mình ít có bệnh hoạn thì cái đó cũng nên mừng, mình có một chút phước nào đó. Mà cái đó ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Cho nên mình chỉ mừng vậy thôi chứ không được tự hào tự đắc. Những người nào phước mỏng hơn bị bệnh hoạn cũng không có gì đáng tự ti. Bởi vì những cái nhà mà ghi gớm như là vua chúa như Trần Nhân Tông mà có 40 tuổi ta đã băng hà đó. Băng hà của nhà vua gọi là băng hà chứ kỳ thật là chết đó. Có sao đâu. Pháp Loa có bốn mấy tuổi chết rồi có sao đâu. Sơ tổ, nhị tổ đó, tổ thiền tông thứ hai của Việt Nam đó. Nguyễn Gia Thiều 47 tuổi là một nhà văn, một nhà hoàng thân quốc thích đó. Có sao đâu, có 47 tuổi đó. Đoàn Thị Điểm là một cái nhà thi sĩ, thi hào vậy đó. Mà cũng có 42. 42 chết đó có sao đâu. Cho nên chết sớm cũng không gọi là đáng tự ti mặc cảm gì hết. Mà sống dai cũng không có gì tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào. Chỗ đó là cái chỗ mà cần phải tham thiền, quán chiếu tư duy. Cho nên vấn đề sinh nhật nói mà chơi. Chứ không có gì đáng mừng. Mà nói là sợ thì cũng không có gì cần phải đáng sợ.
Thôi thì bây giờ là tạm ngừng ở đây vậy. Xin hy vọng rằng là những cái điều tôi nói Phật tử gần xa nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ thế cái nào mà nó ứng dụng trong cái đời sống mà nó đem lại sự nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn thì mình lấy. Mình lấy để đem lại sự an nhàn hơn, sự lợi lạc hơn, sự giải thoát giác ngộ, từng bước tiến lên thì mình lấy. Còn cái nào không, không được vậy, không đáp ứng cái yêu cầu mình thì bỏ nó đi. Xin chúc tất cả các vị thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào. Thank you.